Cánh cái hộp ở ngoài anh kiếm gì ở đâu xem. Anh cái hộp nhỏ xíu á, còn bộ ly ăn gì vậy? Ăn dâu mà ăn dâu mà gơ quá vậy. Thì anh ơi, lên lên anh ơi, anh không lấy lại á rồi xong luôn. Xin bô ly miếng.